Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục review tai nghe số tiếp theo của kênh Song Long Media. Số này mình sẽ gửi đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu rất nổi tiếng, đó là Sony 1AM2. Chiếc Sony 1AM2 được Sony ra mắt vào đầu tháng 6 năm 2018, được nâng cấp từ dòng MDR1A với chất âm được rất nhiều audiophile ưa thích bởi âm thanh chi tiết, sạch sẽ, giải trung ngọt ngào, đậm chất châu Á. Về bên ngoài, thiết kế vỏ hộp của Sony khá to, nhìn rất hầm hố. Ngay trên vỏ hộp là một tem Hi-Res, bên trong là một túi vải mỏng rất nhỏ gọn cùng với hai phụ kiện dây đi kèm. Điều đặc biệt ở chỗ dây không mic lần này hãng Sony ra mắt là dây chuẩn mới 3.5 ra 4.4mm Behlen, chỉ dùng trên một số thiết bị nghe nhạc cao cấp của Sony. Các bạn cũng có thể dùng dây control này cho các dòng tai nghe MDR1A, 1R hay các dòng Sony trước đây bởi vì đầu codec hoàn toàn giống nhau. Do trước đây mình đã sở hữu chiếc MDR1A nên khi vừa mở hộp ra, chiếc MDR1AM2 mình cảm thấy hơi kém một chút. MDR1A cầm rất là chắc tay, phần vỏ housing được làm nhám cầm rất thích. Bù lại chiếc 1AM2 với trọng lượng nhẹ hơn, cảm giác đeo cũng dễ chịu hơn nhiều. Với những bạn chuyển từ in-ear sang full size thì đây là sự chọn hàng đầu bởi vì cảm giác đeo rất dễ chịu, thoải mái. Với mẫu MDR1AM2 có chiếc earpad memory foam rất thoải mái và mềm mại, tốt hơn so với earpad của MDR1A. Bên trong phần driver các bạn có thể nhìn thấy green họa tiết Fibonacci khá đẹp mắt. Mình sẽ nói qua cho các bạn một chút về cái cổng 4.4 Behlen. Cổng 4.4mm Behlen là một cổng kết nối khá mới của Sony. Về lý thuyết thì Behlen 2.5mm của các máy nghe nhạc sẽ có mapping như sau. Rắc 4 khớp tất cả đều là tín hiệu. Tín hiệu được truyền giống nhau nhưng ngược pha hoàn toàn so với nhau để đảm bảo truyền tải không bị thất thoát, cũng như không bị ảnh hưởng đến việc tín hiệu nhiễu do yếu tố bên ngoài. Nhưng 4.4mm 5 khớp của Sony thì có thêm một phần mát. Cấu trúc này hoàn toàn giống với việc sử dụng Behlen XLR, giúp cho tiếng được sạch âm nền hơn, giảm noise. Và điều quan trọng nhất cuối cùng bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn giới thiệu về cái chất âm. Điểm đầu tiên mà mình ấn tượng nhất về một MDR1A đó là âm trường của mẫu tai nghe này nó rất là rộng, thoáng và cải thiện nhiều so với 1A. Đi kèm với đó là một âm hình tách bạch, có tách lớp giữa các nhạc cụ khác nhau và không gian âm nhạc khác nhau để các bạn có thể trải nghiệm rất là tốt. Giải trầm đầy đặn với độ nảy tốt, 1AM2 có bass khá nhẹ nhàng và tan hơn so với mẫu MDR1A trước đây, vì thế nghe có cảm giác nhẹ nhàng hơn với những ca khúc acoustic cùng với những bản blues ra có âm dạng mượt mà, dễ nghe với những tiếng guitar bass vừa phải không quá nặng nề. Mình sử dụng chiếc máy nghe nhạc Fio M7 ghép với 1AM2 qua bản violon concerto No. 1 của Beethoven. Chương số 1 bắt đầu với tiếng trống chắc nạch dày dặn từ đằng xa sân khấu rất chính xác. Tiếng bass của bộ cello và contrabass dày dặn tách lớp rất tốt. Giải mid là điểm nhấn mạnh nhất của 1AM2 với giọng vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng và có cảm giác rất tự nhiên. Như giọng nam chính trong Hotel California hay giọng nữ vẫn là điểm mạnh của những tai nghe của Nhật. Và 1AM2 cũng tương tự như vậy. Chất âm nghe khá dễ nghe, truyền cảm với giọng ca Như Quỳnh có bài Duyên Phận từ rất nhiều người ưa thích. Giải chép cũng khá hiền, dễ nghe, nhẹ nhàng, thanh thoát. Mặc dù đã được nâng hơn một chút so với mẫu 1A trước đây nhưng các bạn sẽ cảm thấy khá rõ rệt với tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn có bài Về Quê. Âm thanh giải chép ngân cao lanh lảnh, cảm giác rất là thanh tao. Âm trường rộng thoáng đáng hơn bản 1A. Độ chi tiết thể hiện rõ khi người nghe có thể nghe rõ được tiếng xì hơn và vị trí của từng nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng. Nếu các bạn sử dụng cổng Behlen 4.4mm với các máy nghe nhạc như ZX300 thì tổng thể âm gần như vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên thì chi tiết âm hình vững vàng hơn nhiều và texture tốt hơn với các bức màn âm hình được vén lên đôi chút. Với một tai nghe Globeck thì âm trường mà 1AM2 đạt được là một điều ấn tượng. Màu âm dễ nghe, dễ cảm, đặc biệt với những người mới chơi. Đồng thời cảm giác đeo cực kỳ thoải mái, giúp cho bạn dễ dàng di chuyển đeo trong thời gian dài không bị mỏi tai. Tuy nhiên với việc kèm theo một dây Behlen 4.4mm là một trong những điều cực kỳ đáng khen và đi theo chiều hướng Behlen mới của Sony với chất âm cũng được cải thiện rất đáng kể. Để trải nghiệm âm thanh của dòng tai nghe này, các bạn có thể đến các shop gần nhất của bên mình hoặc liên hệ với hotline để được tư vấn. Các bạn đừng quên ấn vào nút subscribe ở bên dưới để trở thành người đầu tiên nhận được thông báo khi có clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.